Bình luận viên Quang Tùng, U22 Việt Nam nóng vội và non kinh nghiệm. Bình luận viên Quang Tùng chỉ ra những vấn đề của U22 Việt Nam ở trận thua Indonesia, đồng thời tin tưởng các cầu thủ trẻ sẽ trưởng thành hơn sau thất bại này. Đây là trận đấu U22 Việt Nam để lại sự thất vọng về kết quả lẫn lối chơi. Chúng ta hơn người từ phút 60 nhưng để thua ở phút bù giờ. Các cầu thủ cho thấy rõ sự nôn nóng và thiếu kinh nghiệm. Nếu chúng ta đá chậm nhịp lại, kéo trận đấu về hiệp phụ có thể kết quả đã khác. Nhưng vì lúc này nói gì cũng không thể thay đổi được, bóng đá thì phải chấp nhận có thắng, có thua. Bình luận viên Quang Tùng đánh giá về thất bại của U22 Việt Nam trước Indonesia ở bán kết SEA Games 32. Theo bình luận viên Quang Tùng, U22 Việt Nam không chỉ nôn nóng tấn công nhưng lại không kết liễu được đối thủ, mà còn thiếu triệt để trong phòng ngự. Cả hai bàn thua của U22 Việt Nam đều từ tình huống ném biên của đối thủ. Trong khi đó bàn thua thứ ba là một pha phản công của Indonesia. Ở tình huống này, nếu như hậu vệ của U22 Việt Nam chơi quyết liệt hơn, sẵn sàng phạm lỗi, trận đấu có thể rẽ sang một hướng khác. Khi trận đấu còn vài phút, U22 Việt Nam không nhất thiết phải dồn lên tấn công như vậy. Nếu kéo dài sang hai hiệp phụ, lợi thế hơn người còn nguyên, thoải mái mà khai thác. Thật tiếc khi chúng ta thua trong một thế trận như vậy. Bình luận viên Quang Tùng nói, BHL hoàn toàn có thể chỉ đạo cầu thủ đá chặt chẽ ở những phút cuối. Tôi quan sát thấy huấn luyện viên Trucci nhiều lần ra dấu cho học trò đá chậm lại, nhưng cầu thủ vẫn vội, bình luận viên Quang Tùng nói thêm. Với việc không vào chung kết, U22 Việt Nam có kỳ SEA Games không thành công. Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Trucci khẳng định lứa cầu thủ hiện tại rất triển vọng và ông mong muốn học trò của mình được chăm chút kỹ lưỡng nhằm hướng tới những mục tiêu lớn trong tương lai. Lứa nào cũng có cầu thủ phát triển, bao giờ cũng vậy. Hy vọng là sau thất bại này sẽ giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành. Tiếp tục nỗ lực phấn đấu để trở lại với một hình ảnh khác trong tương lai gần, huấn luyện viên Quang Tùng chốt lại.